Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam và Iran là những nền kinh tế năng động ở châu Á, cùng sở hữu thị trường có quy mô gần 100 triệu dân, với nhiều lợi thế có thể bổ sung cho nhau. Iran đồng thời còn là đối tác quan trọng và là nền văn minh lâu đời với những thành tựu khoa học xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, còn nguyên giá trị đến ngày nay. Chia sẻ về những thành tựu Việt Nam đã đạt được sau 37 năm đổi mới, Chủ tịch Quốc hội cho biết có 3 bài học được rút ra từ thực tiễn. Đó là tập trung thực hiện các đột phá chiến lược về hoàn thiện đồng bộ thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả. Và đặc biệt là kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam với tinh thần lấy dân làm gốc để tạo nên quốc lực. Nhân tố quyết định thành công của Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhờ sự lãnh đạo nhất quán sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi luôn hành động theo quan điểm dân là gốc, đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu tối thượng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng của chúng tôi đã khẳng định, Việt Nam xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ. Nhà nước pháp quyền Việt Nam là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì lẽ đó, mọi quyết sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đều phải đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm. Hướng tới một tương lai hòa bình và phát triển, với tầm nhìn 50 năm tới cho quan hệ giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cần chung tay củng cố 4 kết nối, gồm kết nối cơ chế đối thoại và hợp tác, kết nối số, khoa học công nghệ và giao thông, kết nối thương mại đầu tư và kết nối về con người. Khẳng định Việt Nam và Iran coi nhau là đối tác quan trọng, tin cậy chính trị là vốn quý, là cơ sở để hợp tác hai nước đơm hoa kết trái. Thay cho lời kết thúc thân ái và để nói lên mong ước về hợp tác Việt Nam-Iran trong một thế giới hợp tác vì hòa bình và phát triển, tôi nghĩ không có lời nào có thể sánh bằng những vần thơ đầy xúc sắc và nhân văn của đại thi hào Maulana Rumi. Hòa bình lan tỏa đất trời, hân hoan chào đón vàng mười là đây, hồi sinh mầm sống từ nay, từng giây từng phút đẹp thay rạng ngời. Chia sẻ với các học giả Iran, Chủ tịch Quốc hội cho rằng hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo. Dù thế giới có thay đổi như thế nào, thì điều bất biến của mỗi nước vẫn phải là tự lực tự cường, tăng cường đoàn kết, tạo ra sức mạnh tập thể mới có thể đương đầu với những rủi ro, thách thức từ bên ngoài. Với tinh thần hòa hiếu, Việt Nam không quên nhưng cũng sẵn sàng khép lại quá khứ để hướng tới tương lai, cùng xây dựng quan hệ đối tác thực sự bình đẳng trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ ký Hiệp định Tương trợ Tư pháp về hình sự giữa Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Tư pháp Iran. Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thể thao giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Văn hóa, Thể thao và Thanh niên Iran. Bản ghi nhớ về kiểm dịch thực vật và động vật giữa Cục Bảo vệ Thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Cục Kiểm dịch Thực vật Bộ Nông nghiệp Iran. Thỏa thuận hợp tác giữa Cơ quan Xúc tiến Thương mại Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến Thương mại Iran cùng một số thỏa thuận đáng chú ý khác.